Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, lấy lại đất tổ không làm khổ dân. Hôm nay là ngày 15 tháng 12, 2020, trước bàn thờ Tổ quốc, chúng con xin dâng lời cầu nguyện. Lại đấng tối cao, Thượng Đế, Trời Phật, Hồn Thiên Sông Núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo, đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cụ. Mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Quân Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm đẹp, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh, như gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tiên sinh. Lời cầu nguyện chấm dứt. Tôi Pha Lê, đại biểu của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, xin trân trọng kính chào Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, kính chào quý đại biểu, quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, cùng tất cả đồng bào khắp nơi trong và ngoài nước. Xin kính chào tất cả đồng bào, anh chị em đang xem livestream Gì Thật Là Cộng. Hôm nay chúng tôi lại trở lại chương trình thì cũng như thường lệ, mời tất cả anh chị em cùng nghe một bài hát mà hy vọng cho một đất nước Việt Nam soi sáng khắp quả địa cầu. Đào Minh Quân hạnh phúc. Dạ, xin mời. Khắp nơi trên toàn thế giới muốn nước Việt Nam soi sáng khắp quả địa cầu thì chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết lại ủng hộ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân qua lá phiếu trưng cầu dân ý và đăng ký đón Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân hồi hương. Đó là một niềm hy vọng mà chúng tôi tin chắc rằng tất cả đồng bào anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới ai cũng mong muốn nước Việt Nam soi sáng khắp quả địa cầu, ai cũng muốn đất nước Việt Nam sớm được tự do, không cộng sản.
Đó là một tâm nguyện của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả người Việt Nam của chúng ta. Như vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết lại, tiếp tục tham gia trưng cầu dân ý ủng hộ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, thì Tổng thống sẽ hồi hương rất là nhanh để cho dân tộc Việt Nam của chúng ta được ngẩng cao đầu với thế giới, với thờ thượng nguồn thánh đức. Hôm nay chúng tôi không có đọc thông báo mà đặc biệt chỉ đọc tiểu sử của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân qua bài thơ mà của đồng nhiệm viết rất là hay, nói về tiếng lòng của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, để cho tất cả đồng bào anh chị em biết là một vị tổng thống đã hy sinh và chờ đợi 30 năm để giải thể chế độ tà quyền cộng sản Việt Nam, và để chúng ta nghe, để chúng ta xem Đức Quốc Công và phu nhân, hai vị cứu tinh của dân tộc Việt Nam của chúng ta là như thế nào, và hai vị này mất mát những gì và được những gì. Trước khi đọc thì xin mời tất cả anh chị em cũng như thường lệ chúng ta cùng nhau nghe một bài thơ. Mời tất cả anh chị em nghe bài thơ Tặng vợ hiền của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, viết năm 1992. Rồi, xin mời. Bài thơ Trơ Trọi. Thôi xin lỗi, rất lộn rồi. Cái gì cái bài này? Bài thơ Tặng Vợ Hiền. Em là lửa ấm trong tim ta, những lúc bốn ba tạm vắng nhà, sớm hôm chăm sóc đàn con trẻ, trưa tôi thăm lo bố mẹ già, vạn lý hành trình ta vững chí, trăm năm son sắt em an tâm, rồi đây non nước tươi đẹp lại, em với ta chung bước đạo ca. Nam Quán 1992, phần 1. Bài thơ Tặng Vợ Hiền. Tổng thống phu nhân đã thay Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân để chăm sóc những đứa con còn rất là nhỏ, và luôn cả cha mẹ, để cho Đức Quốc Công yên tâm vào tụ nghĩa đường tu để tìm đường cứu nước. Đây là một chuyện có thể trong thế kỷ 21 này của đất nước Việt Nam mới có một người như vậy. Trước cái thời buổi này thì ai cũng lo gia đình riêng của mình, ai cũng muốn được vinh hoa phú quý, ai cũng muốn
hưởng được những gì mà người ta cho là quý giá nhất, đó là vật chất và tiền tài. Ăn trên ngồi trước, đi đâu để cho người ta kính trọng. Chứ không ai chịu bỏ tất cả những gì của mình có được để mà làm cho người khác, để cứu dân, cứu người hay sống vì tha nhân. Đối với chúng tôi thì chúng tôi nghĩ như vậy. Còn tất cả anh chị em nghĩ như thế nào thì cái đó là cái nhận thức của mỗi người. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn khắp nơi trên toàn thế giới, người Việt Nam của chúng ta luôn cả trong nội địa, chúng ta tìm kiếm thử ai đang hy sinh cho đất nước Việt Nam, ai đang muốn cứu đất nước Việt Nam, và ai đã làm cái gì cho dân tộc Việt Nam để đòi lại công bình cho xã hội, để đòi lại tất cả những gì bất công của xã hội, đòi lại tất cả những gì người Việt Nam đã mất với chế độ Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng. Anh chị em hãy đi tìm thử thế kỷ 21 này, có người nào đã làm như vậy không? Chúng tôi tin chắc rằng không có. Đó là tại sao mà chúng tôi lại có mặt lên tất cả các live stream thường xuyên hơn để nói cho đồng bào Việt Nam biết thế kỷ 21 này có một người như vậy, đó là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân của thể chế Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Qua bài thơ tặng Vợ Hiền năm 1992, lúc đó Đức Quốc Công đã vào tù nghĩa đường tu để bỏ lại gia đình, con nhỏ và cha mẹ già để nhờ Tổng thống Phu Nhân chăm sóc. Mà Tổng thống Phu Nhân là một người can đảm và bản lãnh mới có thể vượt qua mấy chục năm dài như vậy. Đây là cũng là một người phụ nữ để cho tất cả người phụ nữ Việt Nam chúng ta noi theo, để chứng minh cho thế giới biết rằng người phụ nữ Việt Nam cũng chung thủy, cũng đảm đang, cũng lo cho gia đình, nuôi dạy con cái đàng hoàng thành đạt, để thay thế người chồng của mình làm những việc to lớn cho đất nước, cho dân tộc và cho tha nhân. Thì bây giờ chúng tôi xin đọc tiểu sử của Đức Quốc Công Tổng thống qua bài thơ Xin Cho Qua của một đồng nhiệm viết rất là hay, và tôi tin chắc rằng tất cả anh chị em nghe cũng sẽ nhận thức được. Đây là một bài viết bình luận về thơ qua những bài thơ của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân gửi tặng cho phu nhân, và đã gói trọn tâm sự của mình vào trong những bài thơ đó. Xin mời tất cả đồng bào anh chị em cùng nghe bài thơ Tiếng Lòng của Đức Quốc Công Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa qua bài thơ Xin Cho Qua và Xin Kính Mời. Bài thơ Xin Cho Qua. Mang thân phận con người đến thế gian này, có mấy ai không từng trải qua những đêm dài trăn trở một mình, thổn thức cùng với trùng trùng tâm sự. Đó là lúc chúng ta rửa sạch phấn son, tô điểm cuộc đời để đối diện với chính mình, lắng nghe tiếng lòng chân thật của mình. Đó là lúc chúng ta nhận ra chính mình trong bức tranh cuộc đời đầy hỗn loạn này. Chúng ta yêu mến và ngưỡng mộ Đức Quốc Công vì hạnh đức cao vời của Ngài hay tài trí siêu việt của Ngài. Chúng ta cũng thương kính Ngài vì đức hy sinh tận tụy của Ngài cho quê hương và dân tộc. Chúng ta cũng không quên người bạn đời đứng phía sau chia sẻ những hy sinh của Ngài và thầm lặng mỉm cười mừng cho những thành công của Ngài. Nhưng chúng ta không biết Ngài và phu nhân đã hy sinh điều gì. Kính mời quý vị cùng tôi, chúng ta lắng lòng nghe một trong những bài thơ của Ngài dưới bút danh Nam Quán, để cảm nhận và chia sẻ một điều thật sâu lắng
lòng, xin lỗi, sâu lắng trong lòng của Đức Quốc Công mà Ngài đã khiêm nhường bộc bạch. Đó là bài thơ Xin Cho Qua. Cái bài thơ này của đồng nhiễm ngâm rất là hay, nhưng mà chúng tôi không có ngâm, không có hay nên không có dám ngâm, chỉ đọc thôi. Lỡ không đến xin em đừng kể lễ, vì đời ta sau cuộc chiến mơ màng, vẫn chưa tỉnh những thiên đàng quá khứ, vẫn trôi trong hiện tại phù du, chất quá nặng những quán thù giấu mặt, những nhọc nhằn cay đắng của tương lai, những ban mai không thấy ánh mặt trời, đêm nhỏ lệ cùng đàn dơi ngủ trễ. Lỡ trộm từ em cuộc đời dấu bể, bôn ba hoài chưa hết nhiêu khê, sớm lật đật đêm tất bật vụn về, thức giấc bơ phờ lay quay toan tính, lỡ nói với em những lời đoan chính. Dù con tim còn rộng bước phiêu du trên ước mơ, trên những phím sương mù, vương vai mãi vẫn thấp hơn vành nó. Lỡ cho em những lời tình đưa đón, những hẹn hò khi thật khi mơ, bên gối chăn khi cuồng nhiệt khi ơ thờ, đã đánh mất thiên đàng từ quá khứ. Lỡ thức dậy một hôm, một xin lỗi, lỡ thức dậy trong hôm nay chật chội, nên ngày mai không lối đi về. Cuộc đời đeo đuổi những cơn mê, quay mặt lại hai ta đều lúng túng, nhìn nhau những cơn mưa ướt sũng, những đêm khuya chăn gối lạnh lùng, nghe rai rứt tiếng mối mọt côn trùng, đang ngậm nhắm những vùng đau kỷ niệm. Hỡi xưa cũ một thời ủ rũ miệt mài, lỗi tại anh vụn dại, quá yêu em nên buông trôi hiện tại, nẻo đi về mất lối tương lai, chiều nay viết lá thư này như cơn sóng cả chụp đầy thiền nan. Bài thơ này Đức Quốc Công viết vào năm 2002, trong những khoảng thời gian Ngài đơn thân tịnh tu ở tụ nghĩa đường, là thời gian mà Ngài nhận bức thư của, có tựa là Không Qua Đi, của phu nhân dưới bút hiệu Sóc Con từ 3 năm trước, năm 1999, mà chưa có lời hồi âm lại cho bà. Tại sao lại như vậy? Vì đời ta sau cuộc chiến mơ màng, vẫn chưa tỉnh những thiên đàng quá khứ, vẫn trôi trong hiện tại phù du, chất quá nặng những quán thù giấu mặt, những nhọc nhằn cay đắng của tương lai, những ban mai không thấy ánh mặt trời, đêm nhỏ lệ cùng đàn chơi ngủ trễ. Ngài Quốc Hận 30 tháng 4 năm 1975 đã đặt một dấu chấm tức tưởi của một miền Nam hoa gấm, một Sài Gòn hòn ngọc viễn đông mà những người lính hay những người dân Việt Nam Cộng Hòa hãy còn mơ màng chưa tỉnh giấc. Là một quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, anh dũng thiện chiến với nhiều chiến công vinh quang, bỗng chốc mất tổ quốc vào tay cộng sản, trở thành một trong những người tị nạn sống trên khắp thế giới, đến từ tổ quốc Việt Nam yêu dấu. Cuộc chiến gọi là chiến tranh Việt Nam này thực chất là một cuộc chiến phi nghĩa do cộng sản Bắc Việt
theo chỉ thị của Tàu Cộng và Cộng sản quốc tế tạo ra trên quê hương Việt Nam, gây ra tổn thất nặng nề cho quê hương Việt Nam và cả Hoa Kỳ cùng đồng minh trên thế giới. Hơn 3.595.000 sinh mạng đã mất đi, bao gồm 58.721 binh sĩ Hoa Kỳ, hơn 300.000 người bị thương và hơn 1.006 người mất tích. Thiệt mạng hơn 1.001.000 người cộng quân và hơn 70.000 thường dân ở miền Bắc và 250.000 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và 289.000 thường dân ở miền Nam. Sau chiến tranh, 1.000.000 binh sĩ, sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa bị cầm tù, 165.000 binh sĩ, sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa chết vì bị tra tấn, vượt ngục và bệnh tật trong cái mà Việt Cộng gọi là trại cải tạo. Nhưng thực tế hơn đó là nhà tù khủng khiếp. Trong đó có Ngài Đức Quốc Công, từ năm 1975 đến năm 1979, trải qua thời gian ở các trại cải tạo của Cộng sản, từ Trảng Lớn, Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập. Hơn 3 triệu người dân miền Nam Việt Nam thực hiện những hành trình nguy hiểm. Trong đó có Ngài cùng gia đình đã may mắn thoát chết để trở thành người tị nạn ở các quốc gia Đông Nam Á khác. Còn có hơn 400.000 người miền Nam đã chết khi cố gắng trốn thoát bằng đường biển hoặc đường bộ. Còn người Việt Nam ở lại trong nước thì sao? Họ phải sống dưới chế độ độc tài tàn bạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà đã quá thừa bút mực để trang trải nỗi thống khổ của họ trên giấy. Chỉ còn lại nỗi lòng, nỗi đau nát ruột tan lòng cho bất cứ ai còn chưa mắc phải chứng vô cảm, phải chịu đựng những nỗi oán thù giấu mặt từ đêm cứ sâu xé tâm can. Hiện tại thì phù du, tương lai thì cay đắng nhọc nhằn, đêm thì nhỏ lệ cùng đàn dơi ngủ trễ. Mà khi ban mai thức dậy, không làm sao nhìn thấy ánh mặt trời. Tâm trạng của Ngài trong những năm tháng cô độc trong tù nghĩa đường là như thế. Cái nắng cháy da, cái lạnh thấu xương, mối đe dọa thường xuyên của những loài thú hoang, của loài rắn run chuông hay là Ngài khô cạn lương thực, cầm giữ cân đối bằng những cọng mì khô còn sống sót nhờ giọt nước linh thiêng trong tù nghĩa đường, là những chịu đựng về thể xác trong một khoảng thời gian 25 năm vốn đã là điều không thể tưởng tượng có thể vượt qua được. Mà cái cô đơn trăn trở, lo toan, thậm chí vô vọng mới là nỗi xấu xé dễ dàng đánh gục người ta nhất. Sau chiến thắng thần kỳ ngày 19 tháng 5 năm 1989 tại UNESCO, lọt được mặt nạ tên Hán Tặc họ Hồ phơi bày âm mưu của Tàu Cộng thực hiện cuộc chiến xâm lược miền Nam Việt Nam, gây tang thương cho đất nước, dân tộc Việt Nam và thế giới của Tàu Cộng. Đức Quốc Công đã trở thành kẻ tử thù của chúng để hóa giải mật nghị Thành Đô do Việt Cộng và Tàu Cộng ký kết theo chiến lược tầm ăn dâu 60 năm, chuyển Việt Nam thành một quận lỵ của Tàu. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã ra đời, thay cho vị thủ tướng đầu tiên là cụ Nguyễn Trân bị trọng bệnh phải từ nhiệm. Ngài Đào Minh Quân buộc phải nhận trọng nhiệm thủ tướng để giữ cho con Tàu chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời mới thành hình
từ phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ tiếp tục chuyển lửa về quê hương. Một vị thiền sư đã gửi đến Ngài thông điệp rằng Ngài nên vào sa mạc nhẫn nhục ẩn thân một thời gian dài để chờ thời cơ cờ đạo Phật, thì mai sẽ đưa rồng hội cố hương. Chiến lược song hành cùng Hoa Kỳ và chiến thuật vườn không nhà trống của Đức Thánh Trần giăng ra để bẫy Tàu Cộng và Việt Cộng rơi vào lưới pháp luật quốc tế, đồng thời đóng băng tài sản phi pháp mà chúng vơ vét trong nước rồi đem giấu ở Hoa Kỳ và các nước đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa theo luật Maliki. Sau đó tiến hành vụ kiện Tàu Cộng 38.000 tỷ Mỹ Kim do âm mưu cài cắm Hồ Chí Minh giả làm người Việt Nam cướp nước và diệt chủng người Việt Nam, cũng như mở ra cuộc trưng cầu dân ý online để lập ra nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa ngày nay. Tất cả những thành tựu đó còn khó khăn cho cộng đồng người Việt trên thế giới nhận ra chân thật. Xin lỗi, để đọc nguyên cái câu này để cho anh chị em hiểu. Tất cả những thành tựu đó còn khó khăn cho cộng đồng người Việt thế giới nhận ra chân sự thật, đã đòi hỏi Ngài Đào Minh Quân phải vào sa mạc chịu đựng hy sinh như vậy. Biết rằng đó là chiến lược, là chiến thuật mà người lãnh đạo quốc gia, vị chỉ huy một cuộc chiến phải thực hiện. Nhưng quãng thời gian đằng đẵng gần 30 năm trường, chứ không phải là một ngày, ngày một, ngày hai. Thật là một cuộc chiến khốc liệt diễn ra trong nội tâm. Ai đủ can trường để vượt qua? Trong khi đó, Ngài còn phải chịu đựng với nỗi giằn xé tâm can khi cảm thấy mình đã đánh cắp tuổi thanh xuân và tình yêu tươi thắm của một người con gái tuyệt vời, người con gái mà mình nhất mực yêu thương, lỡ trộm từ em cuộc đời giao bể, bôn ba hoài chưa hết nhiêu khê, sớm lật đật đêm tất bật vụng về, thức giấc bơ phờ lay quay toan tính. Ngài đâu phải là một người nghèo khổ chật vật lo chạy gạo từng ngày, một triệu phú trẻ trên đất Mỹ không đem cái giàu sang hạnh phúc đó vui hưởng bên vợ hiền, mà lại bươn chải đầu tắt mặt tối chuyện tranh đấu cho tự do dân tộc. Không có giây phút chăm lo cho người mình thương, chỉ đêm khuya chăn gối lạnh lùng để cho tiếng mối mọt côn trùng rây rứt ngậm nhắm những chùm đau kỷ niệm. Phu nhân hiểu chứ, Ngài cũng biết. Nhưng người đàn ông thương vợ không thể tha thứ cho mình khi biết đến những giọt nước mắt nhọc nhằn và nhớ thương của phu nhân thường xuyên nhỏ xuống trong âm thầm mà có lúc Ngài đã bắt gặp. Quay mặt lại, hai ta đều lúng túng nhìn nhau những cơn mưa ướt sũng. Ngài tự trách mình vì tình yêu vụng dại đã kéo người con gái vào cuộc tình không có tương lai. Vì người trai trót mang nghiệp nước, Ngài hối tiếc đã mang những lời tình đưa đó, những hẹn hò khi thật khi mơ, để người yêu lọt vào bẫy tình, dù đó là những lời đoan chính đi nữa, thì hơn ai hết Ngài biết rõ con tim mình vẫn còn rộng bước phiêu du, không phải theo bóng hồng nào
con tim ngài đã nổi trôi theo mệnh nước, phiêu du theo số phận trăm triệu đồng bào thân yêu đang lưu vong trên đất khách, hay đang bị cầm tù trên chính quê hương của mình. Người quân tử không biện minh cho lỗi lầm của mình khi trót mang thiệt thòi đến cho một người nào đó, mà người đó lại là người mình thương yêu nhất. Cho nên chiều nay viết lá thư này như cơn gió, như cơn sóng chụp đầy thiền nam. Thật may cho ngài, phu nhân là một người phụ nữ thật phi thường, chẳng những không một lời than van trách móc, bà còn luôn động viên ngài là điểm tựa cho ngài khi chơi vơi cô độc. Lời mộc mạc mà bà thỏ thẻ rằng là đám mây xanh khi trời nắng che chở cho em được yên lành, và bà động viên ngài bằng tấm tình chung thủy son sắc rằng hiện tại tương lai đều tràn ngập khung trời thơ mộng bóng hình anh. Cảm ơn Đức Quốc Công, cảm ơn phu nhân vì sự thấu hiểu và đoan chính của bà đã giúp cho Đức Quốc Công của chúng tôi vơi bớt niềm sầu khổ. Cảm ơn đức độ hy sinh bao dung của phu nhân đã nâng đỡ ngài vượt qua mọi gian nan. Hy sinh của Đức Quốc Công cho quê hương và đồng bào Việt Nam chúng ta là vô giá, không gì có thể bù đắp cho đủ. Hy sinh của bà còn hơn cả vậy. Chúng tôi kính cẩn cảm ơn và ngưỡng mộ phu nhân. Trong niềm tin vào Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, qua tài đức lãnh đạo của Đức Quốc Công và lòng quyết tâm của giới chức đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và sự đoàn kết của trăm triệu đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới, cuộc chiến tâm trị này sẽ tất thắng. Chúng ta sẽ đánh đuổi Tàu Cộng ra khỏi quê hương Việt Nam, xóa sạch Cộng sản khỏi tâm trí người Việt Nam, trả lại thanh bình cho quê hương Việt Nam để toàn dân có cuộc sống bình an, thịnh vượng và hạnh phúc lâu dài. Như ước nguyện của Đức Quốc Công, tình yêu cao đẹp của ngài và phu nhân đã thắp lên niềm kính yêu dạt dào trong lòng chúng tôi, giúp chúng tôi vững bước cùng ngài đi vào cuộc chiến tâm trị này. Chúng tôi kính chúc Đức Quốc Công và phu nhân luôn mạnh khỏe, bình an và mãi mãi trong hồng ân của Thượng Đế và sự hy sinh và tình yêu vô cùng cao quý của ngài và cùng phu nhân mãi mãi là tấm gương sáng cho mọi thế hệ người Việt Nam noi theo. Đây là của đồng nhiệm và do A1112. Tất cả anh chị em đã nghe cái bài tiểu sử của Đức Quốc Công của một đồng nhiệm viết về qua bài thơ của Đức Quốc Công gửi cho phu nhân. Bài thơ xin cho qua. Nói về thơ của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân thì rất là nhiều, hơn 80 bài thơ mà lần lượt chúng tôi đã từng phát ra cho tất cả đồng bào khắp nơi trên toàn thế giới đã từng nghe. Có người nghe và có người cũng có thể cũng chưa có nghe hết. Mà tất cả những bài thơ của Đức Quốc Công viết là gửi trọn cái tâm sự của mình vào một thời điểm nào cô đơn tâm sự, vào một khoảng nào về nghĩ về đất nước Việt Nam của chúng ta. Đây là bài thơ của phu nhân và tổng thống, hai người đã viết qua lại lúc mà Đức Quốc Công đã đến tụ nghĩa đường. Nếu chúng ta đã nghe qua tiểu sử của Đức Quốc Công trong bài thơ xin cho qua này,
Nếu chúng ta lắng lòng lại, chúng ta cũng có thể hiểu được tất cả những nỗi lòng của Đức Quốc Công đã gửi trọn trong bài thơ này. Và phu nhân, có thể tất cả anh chị em cũng chưa có hước để gặp Đức Quốc Công, Tổng thống và phu nhân. Tại sao mà chúng tôi nói là anh chị em chưa có phước? Tại vì chúng tôi thấy rằng Đức Quốc Công, Tổng thống, Đạo Vương là đang ra sức để cứu người, giúp người, sống cho tha nhân, không chống cho riêng mình. Đó là những người mà chúng tôi kính trọng. Nên khi chúng tôi gặp thì chúng tôi nghĩ là những cái bỏ phước. Mà chúng tôi cũng tin chắc rằng trong 7 triệu phiếu đồng bào đã tham gia trưng cầu dân ý cũng nghĩ như chúng tôi vậy. Đó là những người có tấm lòng cùng với Đức Quốc Công, Tổng thống muốn mang tự do về trên quê hương Việt Nam. Còn lại tất cả những đồng bào chưa có trân cầu dân ý thì nghĩ như thế nào chỉ có mình mới hiểu rõ nhất. Những người có thể nhìn ra Đức Quốc Công, Tổng thống, Đạo Minh Quân là một người đang giúp người, cứu người, giúp dân cứu nước thì đã nhận ra Đức Quốc Công là người như thế nào. Nên chúng tôi là nói anh chị em chưa có phước là như vậy. Tại vì chúng ta ở khắp nơi trên thế giới mà hiện nay cái cuộc chiến này nó rất là gam go. Tuy rằng chúng ta không có thấy bom rơi đạn lạc, nhưng mà nó khó còn hơn là cái cuộc chiến mà chúng ta ra mặt trận để chiến đấu cùng kẻ thù. Kẻ thù giấu mặt. Tất cả người dân Việt Nam của chúng ta biết hiện nay đất nước Việt Nam của chúng ta, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam với âm mưu của Tàu Cộng đứng ở sau lưng, đó là kẻ thù giấu mặt để điều khiển hết cái bộ máy chính trị của Cộng sản Việt Nam, để lần lần diệt chủng dân tộc Việt Nam của chúng ta. Đó là một cuộc chiến thầm lặng, một cuộc chiến không thấy tiếng súng, nhưng mà nó còn cay độc hơn là có tiếng súng nổ. Thì Đức Quốc Công, Tổng thống, Đào Minh Quân cũng vậy, cũng phải đối đầu với một cuộc chiến gam go như vậy. Cuộc chiến này là cuộc chiến sống còn của dân tộc Việt Nam, mà chúng ta muốn nhổ sạch Cộng sản, muốn đuổi Tàu Cộng ra khỏi đất nước Việt Nam chúng ta, thì chúng ta phải tính rất là kỹ càng về chiến lược, chiến thuật. Nên Đức Quốc Công, Tổng thống phải vào tù nghĩa đường tu trên 20 năm để tìm ra sách lược, chiến lược, và cũng dùng cái chiến lược giường không nhà trống này để cho tất cả những đảng viên Cộng sản Việt Nam gom hết tài sản và tài nguyên của quốc gia mà họ đã cướp được, gửi ra các nước tự do, nhất là ở Hoa Kỳ, luôn cả nước Úc này cũng có. Chúng ta muốn đánh bại Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng, chúng ta phải làm cho nó lọt vào cái bẫy. Thì Đức Quốc Công đã làm như vậy. Nếu Đức Quốc Công, Tổng thống không vào tụ nghĩa đường tu để mà kiên nhẫn chờ đợi, để luyện cho mình một cái chữ nhẫn rất là lâu, 30 năm để chờ đợi cái cuộc chiến mà đi đến chiến thắng, hoàn toàn không còn Cộng sản nữa, đây là một điều không dễ chút nào. Không dễ, nhưng mà Đức Quốc Công, Tổng thống làm được. Nội mà cái mà Đức Quốc Công, Tổng thống đã dạch mặt được tên Việt Giang Hồ Chí Minh tại UNESCO, đó là đánh bật cái gốc cây Cộng sản lớn nhất mà nằm
chìm ở trong đất nước Việt Nam mà nhiều người dân Việt Nam chúng ta không có biết. Trước năm 1975 cũng không có nhiều người biết và cũng không ai biết nữa. Nếu chúng ta không có nhổ cái gốc bự này thì chúng ta không bao giờ cứu được đất nước Việt Nam. Và hiện nay cũng không có chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa hiện nay, vì đã vạch mặt được tên Việt Giang Hồ Chí Minh là gián điệp Tàu Cộng, đã nằm sâu trong đất nước Việt Nam mình. Đó là nguyên nhân sự đau khổ và sự xâm lược thầm lặng của Cộng sản Tàu. Nên Đức Quốc Công Tổng thống phải hy sinh cả gia đình, mà phu nhân là một người gánh chịu nhiều nhất. Nhưng mà phu nhân biết là Đức Quốc Công Tổng thống đang ra sức để cứu cả một dân tộc Việt Nam, cả sự giống sống còn của dân tộc, chứ không phải là Đức Quốc Công đi đâu để bỏ phu nhân ở nhà mà lo cho con cái hay chăm sóc mẹ già. Phu nhân hiểu được nên phu nhân mới làm được những chuyện mà có thể tất cả phụ nữ chúng ta chưa chắc sẽ vượt qua nổi. Đây là một điều mà trên thế giới này chúng tôi nghĩ rằng chỉ một người duy nhất là phu nhân mà thôi. Nên khi chúng ta đọc rất là nhiều bài thơ Đức Quốc Công gửi tặng cho phu nhân, là Tổng thống rất là cảm ơn phu nhân đã thay Tổng thống lo những việc ở gia đình để cho phu nhân, để cho Tổng thống mấy chục năm nay để chiến đấu cùng Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam. Thì mới có thể thành công được. Không có ai mà lo nhiều việc, nhiều việc một lúc mà có thể làm được. Nếu Đức Quốc Công Tổng thống còn ở cương vị là một triệu phú để làm giàu về vật chất thì không bao giờ có tâm trí để lo việc nước. Đó là nguyên nhân tại sao Đức Quốc Công phải dẹp bỏ cái cơ nghiệp của mình để tập trung vào cái con đường mà cứu nước rất là cam go này. Tất cả người dân Việt Nam của chúng ta đang sống với chế độ Cộng sản, đã bị Cộng sản nó nhồi nhét cái tư tưởng của Hồ Chí Minh. Nên cái này mới là cái mà tất cả chúng tôi đều phải suy nghĩ làm sao để cho anh chị em vượt ra nỗi sợ hãi đó, dứt bỏ đi những gì mà Cộng sản nó đã để vào trong tâm thức của anh chị em, mà anh chị em cam lòng để gánh chịu cái đau khổ và cái nỗi nghèo khổ mà trong đất nước Việt Nam mình. Tại vì Cộng sản nó làm cho anh chị em sợ. Nên cái cuộc chiến tâm trị của Đức Quốc Công Tổng thống Đặng Quân muốn cho tất cả người Việt Nam chúng ta tỉnh thức để quay về chính nghĩa quốc gia, để mà tự cứu mình, cứu người và cứu cả một dân tộc. Đất nước Việt Nam của chúng ta phải bảo vệ. Đó là nơi mà tổ tiên ông bà của chúng ta đã có hơn 4.000 năm dân hiến. Thì chúng ta bằng mọi giá chúng ta phải làm. Vì Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và phu nhân hiểu được điều đó nên Tổng thống và phu nhân mới có thể làm được. Dù phải hy sinh gia đình, dù phải hy sinh tất cả tiền tài vật chất, nhưng đổi lại một đất nước Việt Nam tự do, ấm no và hạnh phúc, ai ai cũng có một cuộc sống được tự do tinh thần cũng như thể xác. Đó là điều mà tất cả ai cũng muốn như vậy. Không có ai muốn sống trong một sự trói buộc
một sự lo sợ mà không biết hôm nay chúng ta có cái gì ăn hay không, không biết hôm nay có bị công an rình rập hay không. Cộng sản Việt Nam đã làm cho chúng ta như vậy, thì cái tinh thần của người Việt Nam của chúng ta đã bị suy sụp rất là nặng theo cái giận nước của mình. Đất nước lâm nguy, người dân Việt Nam tinh thần bị suy sụp vì bị cộng sản nó đã làm cho chúng ta như vậy. Nó đã biết điều đó nên nó cố sức để nó làm cho người Việt Nam chúng ta không có còn nghĩ gì tới việc cứu nước hay là đuổi tàu cộng ra khỏi đất nước mình, để cho dần dần nó đưa cái đất nước Việt Nam của mình lọt thẳng vào tay của tàu cộng. Nhưng may mắn là có Đức Quốc Công Tổng thống và phu nhân và tất cả quý đồng nghiệp khắp nơi trên toàn thế giới, những người cũng nghĩ về đất nước Việt Nam là trên hết, dân tộc là trên hết, tổ quốc danh dự và trách nhiệm, nên dù khó khăn cũng phải làm, dù phải nhọc nhằn cũng phải làm, dù phải hy sinh cũng phải làm, để cứu lấy một đất nước, một dân tộc Việt Nam đang rơi vào bờ vực thẳm mà bị tàu cộng sẽ hủy diệt cả dân tộc Việt Nam và xóa hai cái chữ Việt Nam ra khỏi cái bản đồ thế giới. Vậy thì tất cả đồng bào anh chị em nghe gì, nghĩ gì về bài thơ Xin cho qua của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân gửi tặng cho phu nhân trở lại khi mà hồi âm? Nếu chúng ta là con người thì ai cũng có tình thương và ai cũng có tâm sự, mà tất cả thơ văn là những gì gói trọn tâm sự vào đó, nên Đức Quốc Công Tổng thống viết rất là nhiều bài thơ là như vậy. Mà chúng tôi đọc thơ rồi lên live stream cũng giảng thiết về thơ cho tất cả đồng bào chị em nghe, viết rồi hình như là chúng tôi cũng biết làm thơ nữa đó, nhưng mà không làm thơ là không có hay như Đức Quốc Công. Từ trước đến giờ chúng tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đọc được nhiều thơ như vậy, và cũng chưa bao giờ nghĩ là mình có thể viết được một vài câu thơ ngắn. Từ xưa tới giờ thì không có quan tâm đến thơ phú, nhưng mà khi đọc rất là nhiều bài thơ của Đức Quốc Công Tổng thống, hiểu được nỗi lòng của Tổng thống trăn trở cho đất nước Việt Nam, thương tha nhân, thương người dân Việt Nam và những lúc cô đơn tại tụ nghĩa đường. Đó là nơi thanh vắng nhất mà cô đơn nhất. Chỉ có những nơi thanh vắng như vậy, Đức Quốc Công Tổng thống mới có thể nghĩ ra sách lược, chiến lược để mà cài cho Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam lọt vào cái bẫy này, để đúng lúc chúng ta sập lại, để xóa sổ Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng ra khỏi cái đất nước Việt Nam của mình. Và ai có thể làm được? Không có ai làm được cả. Chỉ một người duy nhất là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân của nền Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Khi mà chúng tôi nói như vậy thì tất cả anh chị em nói là chúng tôi nói quá. Chúng tôi không có nói quá, chúng tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Anh chị em hãy tìm hiểu về tiểu sử của Đức Quốc Công, xem tất cả quá trình mà Đức Quốc Công Tổng thống 30 năm nay đã làm trên cái trang website www.chinhphuquocgia.com. Chinhphuquocgia.com có tất cả những văn kiện, những quá trình mà đấu tranh đòi tự do cho Việt Nam. Tất cả đều nằm ở trên đó. Anh chị em vào đó đọc hết tất cả những gì mà chính phủ này đã đưa lên đó, anh chị em sẽ hiểu. Còn tiểu sử của tất cả quý đồng nghiệp hay chúng tôi kể cho tất cả anh chị em nghe, đó là chi tiết hơn để anh chị em hiểu được một người mà đang giúp dân cứu nước là một người như thế nào. Chúng ta đã bị cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam đã lừa dân tộc Việt Nam gần cả trăm năm nay về Hồ Chí Minh, nên bây giờ chúng ta không có lầm lẫn nữa.
chúng ta phải tìm rõ sự thật một người nào mà đang cứu nước giúp nước. Như vậy thì anh chị em mới có thể bảo tồn cái đất nước dân tộc của Việt Nam chúng ta trường tồn. Nhưng mà chúng tôi hiểu rằng có một cái mà người Việt Nam chúng ta cần nên biết. Một người giúp người, cứu nước khác, còn một người tàn hại đất nước khác. Hồ Chí Minh đã vào trong đất nước Việt Nam của mình, hô hào là giải phóng dân tộc, đem tự do cho người Việt Nam. Nhưng mà hiện nay gần cả trăm năm nay, tất cả người dân Việt Nam chúng ta có tự do hay không? Có ấm no hạnh phúc hay không? Có y như lời của Hồ Chí Minh đã nói hay không? Đây là một bằng chứng rất là rõ ràng. Còn Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, từ khi rời bỏ đất nước Việt Nam để lánh nạn cộng sản, đã ra đi mà cũng mang theo 524 thiền nhân để đưa họ đến bến bờ tự do. Đó là nổi lên giúp người và cứu người của Đức Quốc Công. Đó là một phần về tiểu sử của Đức Quốc Công mà thôi. Còn rất là nhiều những thứ mà Đức Quốc Công đã làm. Đức Quốc Công Tổng thống khi ra đến hải ngoại cũng phải vận động Hoa Kỳ, quốc tế để mà đưa tất cả những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa ra hải ngoại để cho họ thoát khỏi tù đài Cộng sản và sự đe dọa tính mạng của mình khi sống với chế độ Cộng sản. Đó là tình đồng đội. Còn đồng bào ở 17 trại tị nạn, khi mà Liên Hợp Quốc đã đóng cửa không có nhận người tị nạn nữa, thì Đức Quốc Công cũng phải vận động rất là nhiều nước để xin định cư cho họ. Và vận động khi họ hồi hương cũng có được một cuộc sống mà không bị Cộng sản nó bắt bớ, giam cầm, đánh đập. Đó là nổi lên tình thương người đó. Đó là những cái bằng chứng để anh chị em thấy rằng từ những chuyện rất là nhỏ đó mà Đức Quốc Công đã làm, chứ đừng nói chi đến cứu cả một dân tộc Việt Nam. Tại sao chúng tôi nói nó là nhỏ? Đó là một phần về cứu người giúp người của Đức Quốc Công Tổng thống. Còn bây giờ là Đức Quốc Công Tổng thống cứu cả một dân tộc Việt Nam. Vậy thì chúng ta gom lại tất cả những gì mà Đức Quốc Công làm từ khi mà rời khỏi đất nước Việt Nam, qua bên đảo, rồi vận động quốc tế, đủ thứ mọi việc như vậy, là nói lên một người đang giúp người cứu người. Bây giờ là làm một chuyện rất là lớn, đó là cứu cả một dân tộc. Anh chị em hãy nghĩ những cái chuyện như vậy là anh chị em sẽ biết ai là người cứu người giúp người. Tại vì chúng tôi rất là thích nghiên cứu về một người, họ làm từ những cái gì là nổi lên cái phong cách của người đó. Tại sao một người từ nhỏ cho đến lớn là làm cái gì cũng là làm cho người khác, giúp người khác? Thì tại vì trong tâm của những người đó, họ có tình thương. Vì họ có tình thương nên họ sống cho người khác. Miễn thấy người khác có hạnh phúc là họ có niềm vui. Và đó là cái mà chúng tôi cũng muốn học theo Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Thấy người ta hạnh phúc tức là chính mình có hạnh phúc. Thấy người ta vui thì chính mình cũng là niềm vui. Nhưng mà muốn được như vậy, chúng ta phải làm, phải hy sinh, phải chịu đựng tất cả những lời chê bai, chửi mắng mà người khác đã đem lại cho mình. Vì tại vì người ta không có hiểu về mình. Thì có rất là nhiều người đã không hiểu Đức Quốc Công Tổng thống, chỉ nghĩ là Đức Quốc Công từ ở nửa vòng trái đất, ở một nước xa xôi như vậy, thì làm gì có thể thay đổi được vận mạng đất nước. Vì Đức Quốc Công Tổng thống ở xa nửa vòng trái đất như vậy mới có thể thay đổi được đất nước. Còn nếu Đức Quốc Công Tổng thống mà ở
trong đất nước của mình không bao giờ thay đổi được đất nước. Tại vì Cộng sản Việt Nam không để cho ai có thể ngóc đầu lên được, không có để cho ai hoạt động. Bằng chứng hiện nay anh chị em có thấy trong nước có người nào đứng ra làm cái gì không? Nếu lên tiếng nó bắt nhốt hết. Ở trong tù Cộng sản hiện nay gần 300 người tù nhân lương tâm chỉ nói lên tiếng nói của mình đòi tự do, nhân quyền cho Việt Nam là đã bị Cộng sản nó nhốt hết. Mà nếu chúng ta bị nhốt thì chúng ta cứu ai được? Trước khi cứu người khác, chúng ta phải tự cứu mình trước đã, phải bảo vệ mình. Nên Đức Quốc Công Tổng thống kêu gọi tất cả anh chị em Việt Nam của chúng ta hãy bảo tồn lực lượng, không manh động, không bạo động. Nên Đức Quốc Công Tổng thống mới kêu gọi tất cả anh chị em Việt Nam khắp nơi trên toàn thế giới tham gia trưng cầu dân ý, để nói lên tiếng nói của mình qua hệ thống trưng cầu dân ý. Âm thầm mà Cộng sản không có phát hiện, đó là để bảo toàn lực lượng dân tộc Việt Nam. Để đúng lúc Đức Quốc Công Tổng thống với lời hiệu triệu, lời hiệu lệnh kêu gọi toàn dân Việt Nam của chúng ta đứng lên cùng một lúc, dương cao ngọn cờ chính nghĩa, lấy lại chủ quyền đất nước Việt Nam. Nên bây giờ tất cả anh chị em đã thấy là cái đường link đón Đức Quốc Công càng lúc càng gia tăng. Đó là nói lên tinh thần bất khuất của người Việt Nam đăng ký đón Đức Quốc Công. Khi có lời hiệu lệnh của Đức Quốc Công Tổng thống thì tất cả những người muốn đón Đức Quốc Công sẽ xuống đường dương cao ngọn cờ chính nghĩa để lấy lại chủ quyền đất nước Việt Nam. Nhưng mà cũng mời gọi tất cả anh chị em không ủng hộ Đức Quốc Công cũng xuống đường cùng với tất cả những người ủng hộ Đức Quốc Công. Để tất cả anh chị em không ủng hộ Tổng thống ra đường để xem một vị Tổng thống mà anh chị em chưa bao giờ nghĩ là một vị Tổng thống này có thể thay đổi được vận mạng đất nước, mà có thể làm được, thì mời gọi tất cả anh chị em nào có tấm lòng ủng hộ Đức Quốc Công cùng nhau tham gia trưng cầu dân ý qua đường link trưng cầu dân ý www.trưngcầudânýt.us. Và sau đó anh chị em có thể đăng ký đón Đức Quốc Công Tổng thống qua đường link www.dontongthongviếtdinhlien.com. Đón Tổng thống viết dính liền.com. Và chuẩn bị khi nghe hiệu lệnh của Đức Quốc Công từ Facebook, từ các truyền thông, từ những live stream của chúng tôi, thì tất cả người dân Việt Nam chúng ta ủng hộ Đức Quốc Công hay không ủng hộ, hãy cùng nhau xuống đường mạnh mẽ để cho thế giới thấy rằng người Việt Nam chúng ta không chấp nhận chế độ Cộng sản nữa, mà muốn thay đổi thể chế Việt Nam Cộng Hòa dưới tay lãnh đạo của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Qua bài thơ tiểu sử Đức Quốc Công Tổng thống gửi đến cho tất cả anh chị em lắng lòng để xem hai vị cứu tinh của dân tộc Việt Nam, nỗi trăn trở, nỗi buồn, nỗi chịu đựng chỉ nhằm mục đích là cứu giúp dân tộc Việt Nam chúng ta thoát khỏi chế độ Cộng sản, đổi tạo cộng, lấy lại tất cả những gì người Việt Nam đã mất. Bây giờ mời tất cả anh chị em nghe một bài hát. Rồi xin mời. Chán chung thân đêm đêm trong chốn ngục sâu.
tranh trong tù. Một ngày không xa trên quê hương ta đổi mới đời màu. Vàng vạn lời ca ca vang bao xa ai tin tự do. Người người tự do cho quê hương ta hay màu áo mới. Nụ cười thật tươi trên đôi môi em hẳn hết khô khan. Thì có rất là nhiều anh tài mà chưa có đến lúc để ra giúp nước. Thì mong rằng khi mà Đức Quốc Công Tổng thống hồi hương thì tất cả những nhân tài của thế giới, của Việt Nam, của chúng ta sẽ tụ tập quy về một mối để cùng nhau tái thiết lại đất nước, đưa đất nước Việt Nam soi sáng khắp quả địa cầu. Hôm nay tình cờ ở trên Facebook thấy người ta bỏ ra, người ta nói là cái bớt bo, tức là cái hộ chiếu của Việt Nam với chế độ cộng sản đó, nó còn kém, như là nó kém cái quyền lực hơn là cả nước Lào và Campuchia. Thì anh chị em nghĩ sao đất nước Việt Nam của chúng ta với chế độ cộng sản mà bây giờ cái hộ chiếu của chúng ta xách đi đâu á? Chúng ta cũng thấy nhục, không có ai kính trọng. Mà nay Lào và Campuchia là hai nước láng giềng của chúng ta mà thua xa chúng ta rất là lâu, nhưng mà bây giờ họ đã vượt lên, họ có quyền lực hơn, tức là nói về cái hộ chiếu, cái bết bo đó. Thì anh chị em thấy là như thế nào? Anh chị em muốn giữ chế độ cộng sản Việt Nam hay không? Cả hai nước láng giềng nhỏ như vậy mà chúng ta còn thua nữa. Mà Lào, Campuchia đó, nghe nói họ còn chế luôn cả xe du lịch. Như vậy thì chúng ta là người Việt Nam, chúng ta thấy thế nào? Chúng ta cảm giác thế nào? Nếu chúng ta sống không tốt, một chế độ không đem lại đời sống cho chúng ta tự do, ấm no, hạnh phúc, hay để cho thế giới kính trọng, thì chúng ta phải dẹp bỏ. Nhất là cái quốc hội bù nhìn của Cộng sản Việt Nam tự họ bầu bán lên, chúng ta phải dẹp bỏ. Cái gì không tốt chúng ta phải thay đổi. Những sự thay đổi đó sẽ đem lại cho chúng ta một đời sống mới, lẫn tinh thần và vật chất. Và cũng có một người bỏ lên những câu của một ông thiện hữu hay gì đó, nói như thế này: không có nước nào mà giống đất nước Việt Nam á, mở cái máy lên đó là thấy người dân chửi từ trên xuống dưới, không còn một người nào, tức là nói chửi đảng viên Cộng sản Việt Nam. Mà những đảng viên Cộng sản Việt Nam biết điều đó,
mà lại không thấy nhục hay sao? Một chế độ cầm quyền mà người dân chứ chửi mãi, chửi hoài, mà hình như là tất cả những đảng viên Cộng sản Việt Nam như là những người điếc vậy, không bao giờ biết nghe những lời chửi đó. Người ta chửi mình thì mình phải kiểm lại coi tại sao mà người dân chửi mình thì có thể thay đổi được đất nước. Nhưng mà cái này á thì hầu như là chắc họ nghe họ cũng cười mà thôi. Nên Cộng sản Việt Nam cái bản chất không bao giờ thay đổi được. Mình phải thay đổi chứ Cộng sản không thay đổi. Cái bản chất Cộng sản là tham quyền cố vị và tàn ác khắp nơi trên thế giới, ai cũng thấy điều đó. Mong rằng tất cả anh chị em qua bài thơ Xin cho qua của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, của một đồng nhiệm viết, để cho anh chị em suy nghĩ về một vị cứu tinh của dân tộc Việt Nam, đó là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Cảm ơn đồng nhiệm đã viết cái bài viết này. Tuy rằng Khoa Lê đọc không có hay, nhưng mà cũng muốn đọc để cho tất cả đồng bào anh chị em biết về Đức Quốc Công Tổng thống và phu nhân, để chúng ta cùng nhau đoàn kết lại giải thể cho được chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam, để cho người dân Việt Nam chúng ta ngẩng cao đầu, chúng tôi là người Việt Nam. Bây giờ trước khi kết thúc, xin mời tất cả anh chị em cùng chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho đất nước Việt Nam và Đức Quốc Công Tổng thống, để cho Tổng thống sớm về nước để cứu dân tộc Việt Nam chúng ta thoát khỏi cái gông cùm của Cộng sản. Xin mời tất cả anh chị em chúng ta cùng cầu nguyện để Hồng Thiên Sông Núi, các đấng thiêng liêng cao cả hộ trì phù hộ cho Đức Quốc Công Tổng thống sớm hồi hương. Và xin kính mời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời, lấy lại đất tổ không làm khổ dân. PO Box 2807, Anaheim, California 92814. Lời cầu nguyện. Lại đấng tối cao, Thượng Đế, Trời Phật, Hồn Thiên Sông Núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát quả Cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cũ, mọi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời Thượng Quân Thánh Đức. Xin gìn giữ và tối luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính, sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh, như gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tiên sinh. Lời cầu nguyện chấm dứt. Xin cảm ơn tất cả đồng bào anh chị em đã cùng chúng tôi dâng lời cầu nguyện. Mong rằng đất nước Việt Nam của chúng ta được thoát quả Cộng sản trong năm 2021. Tại hiện nay chỉ còn có 2 tuần nữa là chúng ta đã bước qua năm 2021. Với tình hình chính trị phức tạp ở bên Mỹ, nên cái việc mà Đức Quốc Công hồi hương chúng ta cũng phải sắp xếp lại rất là kỹ càng. Đây là một giờ khắc lịch sử của dân tộc Việt Nam của chúng ta, nên tất cả chúng ta phải chuẩn bị. Và tất cả những người ủng hộ Đức Quốc Công, đồng bào, anh chị em khắp nơi trong và ngoài nước ủng hộ Đức Quốc Công Tổng thống, cũng như những người âm thầm ủng hộ mà không dám trưng cầu dân ý, hãy yên tâm chờ đợi ngày khải hoàn khao của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Đợi chờ quốc vận cờ đào phất, ngũ sắc đưa rồng hội cố hương. Nên đó là một điều mà tất cả người dân Việt Nam chúng ta rất là mong muốn. Và trong sấm cũng có những câu như thế này: ác ma rồi sẽ tan binh, cờ đào rồi sẽ sức chinh hội đình, minh quân là chữ trên mình,
mượn thân để dựa tam định tái sinh. Đó là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Anh Quân, người mà đang cứu dân tộc Việt Nam chúng ta thoát khỏi quả cộng sản. Bây giờ chúng tôi xin ngưng cái live stream và mời tất cả anh chị em đón xem những live stream kế tiếp, và cùng nhau chúng ta nêu ba lời thề son sắt. Dân tộc Việt bất khuất, khương thổ Việt bất phân, nhân dân Việt bất ly. Và Pha Lê xin trân trọng kính chào Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, kính chào quý đại biểu, quý đồng nhiệm trong Chính phủ Đệ tam Việt Nam Cộng hòa, cùng tất cả đồng bào anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới. Chúc một đêm an lành, luôn luôn hạnh phúc, và hãy tin tưởng chờ đợi một ngày một đất nước Việt Nam thanh bình dưới tài lãnh đạo của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, và luôn luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào tạm biệt.